Chúng ta đến với game 3 giải IMSL Capital Wild 2018. Đường bay giống y hệt như game 1. Noble tiếp tục chọn cho mình khu vực Novo. Vita thì tất nhiên là Minta rồi. Team Rock, Military Bay, KLG nhảy khu vực farm và ven cầu. Cloud9 nhảy khu vực nhà 12 nhà. Method, Pochinki, SST, các chàng trai đến từ Nhật Bản, Primox, Fakeland, Minta Power, LGD, Lipoca hay sao đây? KSV khu vực Hospital và Zezopol. Avanga khu vực Zezopol chung cư cùng với Team Optic. Vẫn là những địa điểm quen thuộc. Team Method đang dẫn đầu với 700 điểm. Đúng là Clear Pochinki là vô địch ngay. Fakeland di chuyển đến khu vực Minta Power. Mình nghĩ thì SL nên cải thiện một chút ở cái khoản spec game, đó là mấy cái vòng đầu này. Thường thường thì nên bật mắt tổng một cách thường xuyên hơn thì dễ bình luận và dễ đánh giá về chiến thuật hơn, thay vì cứ spec từng player đi loot đồ này này, nó rất nhàm chán. Vòng vo như trận 1 rồi. Gần như trận 1. Check sang trái một chút. Và Rock và team Noble đang là hai team lợi thế nhất ở khu, ở vòng vo này. Mình nghĩ khả năng cao là ở những vòng vo cuối thì vẫn vào đảo nhỏ thôi. Và như trận 1 mình đã nói, tất cả những team nào muốn có lợi thế thì phải di chuyển qua cầu sớm. Sớm ở đây có nghĩa là 1-2 phút. Và một tình huống bắn chim đến từ Sexy Pick, captain của team KSV Oppa đến từ Hàn Quốc. 30 viên đạn và không mất một máu nào. Bắn những khu vực quen thuộc của các team. Esther. Phân chia người như đã tập, gọi là nhuần nhuyễn rồi, không có gì ở phải bảo nhau. Vẫn những tình huống quen thuộc, Optic và Avanga chia nhau khu vực chung cư Zezopol, KSV Free Loot ở cảng và bệnh viện Zezopol. Các bạn có thể thấy là những cái giải đấu thế giới nói chung. Thế giới ở đây có nghĩa là tất cả các khu vực trên thế giới. Và đặc biệt là ở châu Âu và Bắc Mỹ thì ngoài cái việc là chỉ thi đấu FPP ra thì khả năng mà những vòng cuối còn đông người thì nó không như là ở châu Á. Những giải của Trung Quốc, Hàn Quốc hay là những giải châu Á thì ngoài các chế độ thi đấu TPP ra thì thường thường người ta giữ người rất là kinh. Vòng bé xí rồi vẫn còn 6-70 người, rất là kinh. Một điều nữa, giải này chỉ có 16 team tham gia thôi. Nên là đấy cũng là một điểm. Điểm qua một chút về kết quả hai game đấu đầu tiên. Trong game đấu đầu tiên thì Optic Gaming có cho mình top 1 với 8 kill. Top 2 là team KSV đến từ Hàn Quốc với tổng số kill là 4. Top 3 là team Method với tổng số kill là 12. Còn những vị trí tiếp theo thuộc về team Sun Sister Royalty. Có xe qua cầu. Method đang kê. Method vừa loot ở khu vực Pochinki. Như mình đã nói, những cái team mà đang có thứ hạng cao ấy, người ta di chuyển rất hợp lý. Không loot, không bao giờ loot hết đâu. Nghĩa là những cái vòng khó ấy, di chuyển rất sớm.
xuống ở đảo nhỏ và tìm những vị trí đẹp. Đấy, di chuyển rất rất nhanh. Team Method, team Cloud9, mấy cái team mạnh, người ta di chuyển rất tốt. Nếu các bạn không biết thì Method đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 700 điểm. Method SG, 3 first kit, 1 painkiller. Rồi mình vào khẩu UMP và khẩu Scarlet. Check rất cẩn thận. Chiếm cho mình hai nhà vàng một tầng. Đây là một chỗ khá dễ thủ. Khá là dễ thủ thôi. Nhưng mà nếu không cẩn thận, nói chung là chỉ một tình huống sai lầm thôi. Kéo lên tinh em cũng đã KLG team đến từ Nam Mỹ cũng đã di chuyển sang đảo nhỏ rồi. Trời ơi, God Gaming. God Gaming trận trước là có cho mình top 3, nếu mình nhớ không nhầm. Noble di chuyển lên khu vực Đà Lạt rồi, lên khu vực cao nhất. Đúng đúng là như vậy. Noble free loot ở Zeropol. À quên, xin lỗi các bạn, đó là khu vực Novo. Trong khi đó thì ngã tư đường đã được chiếm bởi team Cloud9. Wow, một khẩu M249 với một bộ đồ khỉ đến từ Adaculus. Vita cũng đã bắt đầu chuẩn bị bơi hoặc là di chuyển. Di chuyển qua bên đảo nhỏ rồi. Nếu không di chuyển sớm thì khả năng đụng độ ở cầu là rất cao. Không phải chặn cầu đâu, nhưng mà chỉ đụng độ thôi. Thấy được vị trí solid FPS, xả đạn liên tục đến từ Godspeed với khẩu M416X8. Cùng với đó là SkyX4 của đồng đội anh. Solid FPS không mất một máu nào. Bắt đầu trả đạn ngược lại, một viên vào người của Adaculus, nằm xuống ngay lập tức. Khuất tầm nhìn. Rất khó để ai có thể nằm xuống trong những tình huống đấu súng ở đầu game như thế này. Với một cự ly xa. Chỉ là những pha trao đổi chiêu thức nhẹ thôi. Đấy, như mình đã nói, nếu không di chuyển, khu vực cầu trái đang rất rất nóng ở tình huống này. Temple Storm quyết định chặn cầu. Trong khi đó team King Gun và KSV đang di chuyển tới bằng xe. Sẽ có đụng độ cuộc tình tay ba ở đây thôi. Quyết định chặn cầu rất táo bạo của team Temple Storm. Túng quẫn quá làm liều hay sao đây. Lassen đang bị focus bởi team KSV. Súng đạn xả ra liên tục. Vẫn chưa ai phải nằm xuống. Gassi đi qua. Vẫn liên tục xả đạn đến đến từ vị trí của KSV. Trong khi đó thì team Temple Storm TS đang ở cầu và chắc chắn đã nghe thấy tiếng súng rồi. Mọi thứ súng đã lên đạn. Vị trí đẹp đã có. Liệu rằng có cá có cắn câu hay không đây. KSV di chuyển khá tù. Một khoảng tham minh mà mình nghĩ là không hề tốt chút nào cho team KSV. Vẫn rất may mắn tại vì đảo lớn vẫn còn rất nhiều đường di chuyển cho họ. Họ chưa nhất thiết phải qua cầu ở ngay thời điểm này. Vẫn còn quá nhiều thời gian mà. Đây mới chỉ là vòng bo đầu tiên thôi. Trong khi đó thì những thanh niên JAV Nhật Bản sau khi loot ở Primox đã đi thuyền đi đâu rồi? Có lẽ là ở dưới khu vực ở dưới bản đồ. Kéo OBS qua phải. Sorry 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 anh em. Sorry anh em. Team Rock sau khi loot ở Military Bay. Khẩu M416 có compen nhưng mà chỉ có một nòng nhắm X2. 7 phát kit. 2 pen. À đâu. 3 pen 2 nước. Rất giàu. Mu 3 giáp 3. Quá giàu có đến từ Team Rock. Free loot ở Military. Anvaga động đụng độ team KSV ở khu vực 12 nhà. Có xả súng không? Nghe tiếng rồi. Đạn vẫn chưa bắn ra. Sấy xe. Hai viên, ba viên. Có nổ xe không? Và như vậy là xanh cỏ rồi. Hai thành viên của Anvaga đã nằm xuống. Đó là một
tình huống di chuyển xe mình nghĩ là rất sai lầm, tại vì khi di chuyển xe thì rất ngại, rất rất kỵ những tình huống di chuyển gần nhà hoặc là gần đồi, tại vì cứ đi ở cái chỗ nào mà bằng phẳng mà không có chỗ trống, không có chỗ cover thì khả năng gặp địch là rất ít. Nhưng mà một khi mà đã đi vào sát những cái chỗ đẹp như là cái đồi hoặc là sát nhà thì chỉ có bị sấy cho xanh cỏ pha đi xe qua và không thể chống lại được loạt đạn của team KSV. Các cục pha sấy rất kinh, đó đã là thương hiệu. Team King Gun đã nhìn thấy Temple Storm với 3 người. Temple Storm chỉ còn 3 người thôi, một người ở tròi và 2 người ở khu nhà 3 tầng. King Gun đang bắt đầu dàn trải đội hình ra thành hình cánh quạt và bao vây team TS. Một lối di chuyển rất an toàn và hợp lý. Mình nghĩ là team King Gun sẽ công nhà ở thời điểm này, tại vì rất khó để di chuyển qua vòng nếu không clear được Temple Storm ở tình hình hiện tại. Valiant có một khẩu M416 holo, xả súng không trúng. Gacy sẽ bò xuống khu vực chân cầu và móc ngược lên. King Gun có quyết định công nhà hay không? Muốn làm gì thì phải làm nhanh, tại vì vòng tiếp theo bo thì sẽ rất bất lợi nếu tốn thời gian. Trong khi đó Temple Storm vẫn còn một người ở sau lưng. Hình như King Gun đã nhận ra điều này. Và Mason kê rất trì đến từ vị trí của AC. Và đạn liên tục gây áp lực Vitality. À có thuyền rồi, không sao, chỉ là gây áp lực thôi. Bắt đầu di chuyển vào vòng. Hãy cho tôi xem bản đồ lớn đi. Fakeland đã đáp được từ khu vực Minta Power lên khu vực mỏm đá. Có một khu nhà khá đẹp nhưng mà họ không có xe. À có một con UAT rồi, nhưng mà theo tôi đánh giá vẫn là chưa đủ. Hãy cất UAT vào nhà đi. Như vậy là quyết định không cất UAT mà chạy thẳng lên đồi. Bỏ nhà rồi, đóng thẳng xe lên đồi thôi anh ơi. Ngay bên trái họ là team số 12. Team số 12 là team gì đây? Là team team Nhật Bản, team Sunshine Royalty. Xả đạn liên tục đến từ Shinvi. Không trúng một viên nào, chỉ trúng hai viên, chỉ trúng hai viên. Mấy anh Nhật Bản này cầm súng thì cần súng thì kém nhưng mà cầm ấy. TSM đã bắt đầu di chuyển lên rồi, đã bị phát hiện vị trí rồi. TSM đang gây thất vọng rất lớn khi đang ngụp lặn ở gần cuối bảng xếp hạng. TSM là một gọi là một line up chơi với nhau rất lâu rồi, từ thời điểm đầu của PUBG đến nay rồi. Rất hiểu ý nhau nhưng mà cái vấn đề di chuyển trong đội hình của họ vẫn chưa được cải thiện. Khoảng cách 400 đến 500 mét, 400 mét MPR rất khó. Khẩu M16X4 KSV đã bắt đầu di chuyển qua vòng rồi. Trong khi đó thì mình đánh giá là team Noble và team Rock đang có những vị trí rất tốt, không ở ngay giữa vòng và ở những vị trí thủ rất đẹp. Team Noble có cho mình Đà Lạt, chúa tể của Đà Lạt. LGD trung của vẫn đang chặn cầu TSM. KSV và King Gun tiếp tục gặp nhau ở khu vực ngoài vòng. Vòng đang bắt đầu bo rồi, hãy di chuyển vào vòng đi KSV. Các Opa ơi, đã phát hiện ra đến từ vị trí của Gacy. Trong khi đó KSV vẫn chưa biết được sự tồn tại của bốn thành viên. Bắt đầu bắn rồi, không trúng, trời ơi. Ngay lập tức thì Esther chỉ cần một giây thôi quay lại đá knock out ngay lập tức King Gun Gacy. Đấy là sự đè skill. Một pha bắn quá lỗi đến từ Gacy. Nhưng may là anh không phải nằm xuống. KSV có định công hay không? Hãy để ý là Optic đang bắt đầu di chuyển qua cầu. Nếu nghe tiếng súng và khát máu thì có thể là KSV sẽ bị bọc trong tình huống này. Xả súng liên tục đến từ vị trí của Esther.
bắn rất tốt, chỉ cần một giây quay lại nhìn thấy Gassi thôi, Gassi đã knock out sau một tình huống bắn lỗi của mình. KSV quyết định lên xe và di chuyển vào vòng. King Gun cũng vậy. Mấy Upa Hàn Quốc tay rất to, các bạn có thể thấy. C9 cam lại tất cả, C9 nghe nghe tiếng cam đang cam lại. Cloud9 vẫn đang giữ ở ngã tư đường phố rồi. Team GG. Đồ đoàn không phải là quá đẹp. Trong khi đó thì Seventeen vừa hạ Sixpick, Captain Sixpick. Optic như mình đã nói, Optic di chuyển qua cầu và có một vị trí ở trong vòng, cam ngược lại team KSV. Tình huống bây giờ là 4v3. Liệu có quyết định combat ở tình huống này hay không? Tiếp tục là Sim bị nằm xuống bởi Bawaka. Với pha xế AK rất tốt, KSV chỉ còn 2 người, 4v2. Tiếp tục là Fisher nằm xuống, Junrut hạ gục được Hatcher bằng khẩu M416. Nhưng mà cuối cùng thì Junrut đã bị nằm xuống bởi 2 poke. KSV hoàn toàn bị clear bởi team Optic. Pha sải chân ở vị trí số 16, bét bảng xếp hạng của KSV. Một bước lùi khá là nặng nề. Họ không hoàn toàn không biết được sự tồn tại của Optic ở ngay rìa vòng. Ngay lập tức thì bị trừng phạt. Junrut chỉ nốc được một người. Và toàn bộ thành viên KSV đều chết chay. Rất đáng tiếc cho các Opa đến từ Hàn Quốc khi đụng độ với họ là một team đến từ Bắc Mỹ. Tay rất to, bắn rất kỷ luật. Các bạn có thể thấy là team Optic di chuyển đội hình rất hay. Chỉ cần bắn knock out một thành viên thôi, mất tầm nhìn là họ di chuyển đội hình linh hoạt, không bao giờ đứng một chỗ kê trì. Di chuyển lên và bắn cho KSV không kịp trở tay luôn. Vòng bắt đầu bo rồi. Noble, C9, GG vẫn đang có những vị trí ở giữa vòng. Trong khi đó Noble sao không lên trên cao hẳn nhở? Đều ở đây sẽ bị nhiều team bắn qua đấy. GG vẫn còn xe, bị trả đạn liên tục. Không nhất thiết là phải bắn trong những tình huống này, tại vì bắn nóc cũng khó mà kill được. Trong khi đó lại lộ vị trí. Ở các giải thế giới, đặc biệt là chế độ FPP thì các Opa, các gọi là Nicker bắn vô tội vạ. SST, JAV đang chạy vào vòng, trong khi đó Fake Clan đã ở vòng cam họ rồi. Smug vừa knock out được HCT đến từ team Fake Clan. TSM ở khu vực Novo đi lên. TSM đang gây thất vọng rất lớn khi chỉ có cho mình vị trí thứ 12 hay là 13 gì đấy sau hai round đầu tiên. SST Nhật Bản đã kiếm đường di chuyển vào vòng. Có đẩy phải sang một tí không? Đang bị Fur Fae và Zambi cam ngược lại. Trong khi đó Optic 17 đang đi xe. Fake Clan nghe thấy rồi. Đây là cơ hội cho SST di chuyển vào vòng. Fake Clan cũng đã lên xe đi vào vòng. Chắc chắn đã nghe thấy rồi. Hãy chạy vào vòng đi. Bên phải thì Mixi hình như đang bị knock out bởi team. Và như vậy là Hasate đã bị vít kết thúc. Xấy xe. Fake Clan chỉ còn lại hai thành viên. À, vẫn còn 3 thành viên. Missy ở cái tròi bên phải Đà Lạt. Viz nghe thấy tiếng xe rồi. Bây giờ rất khó cho Fake Clan đây. TSM quyết định chơi rồi. X4 rất hay. Ngay lập tức thì SMT nết trả xuống. Kê đi, kê. Nết có trúng hay không? Không trúng rồi. Rất khó, rất tù. Một pha di chuyển. Rõ ràng là mình nghĩ là trước đó Hasate bị knock out đã đọc vị trí cho đồng đội là trên này có 4 người của team TSM ở trên này rồi mà vẫn di chuyển vào đây. Một pha dừng xe hơi ẩu của Fake Clan và họ đã phải trả giá bởi hai mạng. GMT chỉ còn MC, chỉ còn MC cố thủ trong tròi thôi. Pha di chuyển rất sai lầm và ngay lập tức phải trả giá. Viz không hề biết MC đang ở trong này. Vẫn xuống loot thôi. LGD vừa kết thúc được break. LGD đang ở cầu. Break đang ở đâu đây? Và như vậy là TSM vẫn chia người ra, chia người đi lẻ. Cũng như Fake Clan vậy. Fake Clan cử MC đi lẻ.
Và Break cử Break TSM cử Break đi lẻ. Điều đặc biệt là người đi lẻ của team Fakeland lại sống mà người đi lẻ của team TSM lại chết. Method team đang dẫn đầu bảng xếp hạng. Đang ở ngoài vòng. Họ có xe. Nhưng mà quãng đường di chuyển của họ vào vòng bây giờ rất khó khăn đây. Ôi 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 ôi. Rất may là không có tình huống knock out. Rồi, Method làm sao vào đây? KLG TS Tempo Storm đang cam ngược lại. 5 team ở đây. Một pha gọi là đụng độ nhau. Tử thần ở cái đôi này. Trời ơi, sẽ rất hay đây. Method chắc là đã lộ vị trí bởi tiếng của xe UAS rồi. TS đang cam lại Method và chắc chắn là TS cũng nghe thấy tiếng bên trái của Chaos Latin Gamer. Súng đã bắt đầu được xả. Sấy, không trúng. Liên tục là những pha sấy. Rồi bị móc rồi, King Gun bắt đầu móc lên team TS. King Gun Gacy kết thúc được Rock. Và như vậy là Rock đã phải nằm xuống hai thành viên ngay lập tức. Rock là... Như vậy là Vat kết thúc được Fulan khi đang ngồi trên xe bằng khẩu M16 của mình. Bắn rất hay, chỉ một loạt đạn, khoảng 3-4 viên thôi. Trong khi đó... Vâng, như vậy là KLG Friend vừa knock out chính mình và đồng đội của mình bằng quả nết. Trời ơi, tôi không thể tin được. Thanh niên châu Mỹ Latin. Có chuyện xảy ra rồi. Và như vậy Method chỉ còn lại một thành viên. Liệu đây có phải là một kết thúc cho team Method không? Người đang dẫn đầu bảng xếp hạng hiện tại. Kết thúc ở vị trí 15 là một bước lùi rất đáng kể với team Method. GG thì vẫn ở cái thung lũng này từ đầu trận đến giờ. Và như vậy là KLG đẩy ra và kết thúc Method Total. Team Method có cho mình top 15 ở trận đấu thứ 2, trận đấu thứ 3 này. Sẽ có rất nhiều sự biến đổi trên bảng xếp hạng sau trận đấu này đây. Rất tiếc cho team Method. Quãng đường di chuyển vào vòng của họ quá nhiều team. Vít liên tục xả súng, SST đã bị knock out một thành viên. Có kết thúc được hay không đây? Và như vậy Vít có cho mình 3 kill. Dưới chân vẫn còn 3 người, thấy rồi. Bắn rất tốt đến từ vị trí của Vít. Một khẩu Scala X4, anh có lập tức hai mạng đến từ team của SST. Team đến từ Nhật Bản. Shinvi và Hopum đang kiếm đường để vào vòng. Đã ở trong vòng rồi. Nhưng mà làm sao để lên đây? MPA đã đọc được vị trí của Hopum. Ném quả nết xuống, rất khó để knock out được ai đó trong tình huống này. TSM có vẻ như họ đã rút được rất nhiều kinh nghiệm trong những trận đấu trước. Họ di chuyển chủ động hơn và chọn cho mình những vị trí cao có thể bắn được nhiều người. Không bị móc. Họ chỉ còn 3 người thôi. Nhưng mà tổng số kill đã là 5 rồi, 50 điểm. Ở một diễn biến khác thì Avanka vừa knock out một thành viên của một team nào đó. Vòng tiếp tục bò và team Noble vẫn ở trong vòng. Trong khi đó TSM đã là ngoài vòng rồi. TSM sẽ giải quyết bài toán này như thế nào đây? Optic và SST đang bọc họ. Rất khó để xuống khỏi cái đồi này trong khi Noble đang chiếm giữ cái đường xuống. Và Noble đã ở trong vòng. Tempo Storm vẫn còn 4 người. Tempo Storm đã clear được cái đồi tử thần. Cái đồi tử thần mà Method đã phải nằm xuống. Tempo Storm chưa mất một ai. Có một chiếc airdrop rơi ở gần giữa tâm vòng. Trong khi đó GG Mikoi đã vừa knock out được Kane, Kin, Timan Vaga. Tiếng súng bắt đầu rộn ràng hơn rất nhiều. Vòng đã là vòng 4 rồi. LGD vừa KS được Kin. Trong khi đó MPA đã giết được Hopum rồi. Team SST chỉ còn một người thôi. Phát hiện ra đấu súng xảy ra và Ewang nằm xuống bởi Optic T-Pok. Một pha nằm gọi là rất chiến thuật. Ninja
Nhưng mà không thể sống sót được, tại vì Optic còn 4 người. Chỉ có thể knock out được một người thôi. Team Rock đã phải dừng bước ở vị trí số 13. Mekule liên tục xả súng. Họ đã ở trong vòng rồi, bây giờ chỉ việc bắn thôi. Có xe để di chuyển vào những vòng tiếp theo. Trong khi đó đã phát hiện ra vị trí của MC ở trong chòi rồi. TSM nên nhớ là họ đang ở ngoài vòng và Noble đang ở trong vòng cam ngược lại họ. Và như vậy Fake Clan đã phải nằm xuống toàn bộ tất cả những thành viên của mình. TSM vào vòng kiểu gì đây? Rất may cho họ là các mũi súng của các team còn lại chưa hướng về TSM, nhưng mà chắc chắn đã nghe được thấy tiếng của TSM rồi. C9 đang xả đạn về TSM, Vít đang công phượng. Lionel Messi. Trong khi đó thì LGD đã bị hoàn toàn clear bởi team GG ở khu vực cầu. LGD là team mạnh nhất Trung Quốc, nhưng mà Trung Quốc chỉ mạnh về hack thôi. TSM đang di chuyển vào vòng, như vậy là và đã vào vòng thành công. Nhưng mà vòng tiếp theo mới là cái khó cho TSM khi Noble đang kê ngược lại họ. Chắc chắn vòng tiếp theo sẽ không bóp về TSM rồi. Khu vực đường tử thần của Military Base ra cầu sẽ là một khu vực rất nóng. Trong khi đó ở đấy rất ít cover. Vít vừa hạ gục được bom. Như vậy là tình huống 3v3 giữa team Noble và team TSM sẽ phải bắn nhau rồi, bắn nhau tới chết đây. Vita đang có một khu nhà khá đẹp, nhưng mà tôi nghĩ khả năng cao là đúng rồi. MPA vừa hạ gục Natural. Noble chỉ còn hai thành viên. Vita và C9 bắt đầu xả đạn ngược lên team TSM. TSM phải clear được team Noble thì mới vào vòng được. Hãy tập trung vào Noble đi, hãy bỏ mặc Vita đi. TSM đang có rất nhiều kill, tổng số kill của họ bây giờ đã là 9 kill rồi. Trong khi đó Viz với khẩu Scarlet X4 đã có đó cho mình 5 kill. King Gungashi bắt đầu chạy vào giữa lòng đường. Con đường tử thần. King Gun vẫn còn 4 người. Trả nết ra đến hướng của team Temple Storm. Có trả smoke ra luôn không? Quả nết knock out được một thành viên, đó là Zenfa. Quyết định đẩy ngược lại đến từ team King Gun. Sấy băng khẩu M4 không thành công rồi. Có đẩy lên hay không đây? Miracle đã nhìn thấy vị trí của Vát. Một viên vào đầu, hai viên vào đầu. Gacy đang bị xả đạn từ bên kia, đó là team số 7, Optic Gaming. Một quyết định rất sai lầm của team King Gun. Và đấy, đẩy một hướng thì đẩy, hãy đẩy cả bốn người và đẩy quyết đoán lên. Liên tục team King Gun có thể sẽ nằm xuống cả bốn người trong tình huống này. Trong khi đó thì Vita bắt đầu đẩy lên, knock out được hai thành viên bên phía GG Gaming. Ném nade lên có trúng hay không này, rất khó, rất khó. Trúng rồi, trúng rồi. Quả nết rất chất lượng đến từ vị trí của Monkey. Khi đã clear hoàn toàn team GG. Team GG có một pha di chuyển rất sai lầm khi họ đang có một cái mỏm đồi, sao lại đẩy xuống cái vùng trũng. Trong khi đó thì Optic bắn ngược sang và hạ gục được Valiant. Rất khó rồi, vòng bắt đầu bo rồi. Optic cũng đang ở ngoài vòng và có một thành viên bị knock out. Van Bore tiếp tục bị knock out bởi một thành viên của team Noble, King Gun. Như vậy là TS đã rời khỏi cuộc chơi. Forlisher có một mạng từ trong nhà bắn ra. Optic vẫn còn 3 thành viên, đẩy xuống lòng đường thôi. Lòng đường là một vị trí khá đẹp. Khá đẹp so với team Optic ở thời điểm này. Nhưng mà dưới chân họ đang còn một thành viên của team Temple Storm. Không biết sự... Đã thấy rồi. Nằm rất hồn nhiên. Quả đấy mà nằm tiến lên một chút thì chắc là không thấy. Trong khi đó team TSM đã bị Noble và team Vita bắn ngược lên và xanh cỏ cả ba người rồi. Noble trừ hai thành viên ban đầu. Moody xả đạn liên tục vào Optic 17 và 17 đã phải nằm xuống. Thí sinh tiếp theo. Bawagaka có sống được hay không đây? Optic đang gặp khó rồi. Và như vậy là team Noble đã và team Optic đã phải dừng cuộc chơi. Cloud này vẫn còn 4 người với tổng số kill là 5. Cloud này đang ở trong vòng và họ đang có cơ hội rất lớn để kết thúc game đầu thứ 3 với vị trí top 1. Vinta vẫn còn 4 người, trong khi đó team King Gun
Vitao Rase giết được Frozio, trời ơi quá hớ hênh. Frozio là một vị trí đứng lẻ để ở ngoài vòng gạt giò của team C9 nhưng mà lại quá ham đấu và đã bị hạ gục bởi Vintaship. Bây giờ thì Cloud9 chỉ còn 3 người thôi nhưng mà họ vẫn là ở vị trí đẹp nhất trong 4 team hiện tại. Vinta sẽ giải quyết bài toán này như thế nào đây? Clear team 14 và đi vào vòng lấy cái nhà vệ sinh hay không? Moody đã hạ gục được Lasen. King Gun có cho mình top 4 ở trận đấu này. Vinta Orso bắt đầu đi vào vòng. Phát hiện vị trí của Moody, Solid FPS ném smoke ra. Ba quả smoke đến từ vị trí của ship. Smoke bắt đầu nổ thì chạy thôi. Nhưng mà đã bị kê trước bởi Solid FPS, liệu có thể thoát khỏi được nanh vuốt tử thần này hay không? Smoke kín mít. Hãy chiếm nhà vệ sinh thì may ra có cơ hội cho Vita ở thời điểm này. Vòng bắt đầu bo rồi, đã có hai thành viên của Vita vào được vòng. Moody liên tục bị xả đạn. Bắn cover rất tốt đến từ Shadow 1K. Các bạn có thể thấy là chỉ cần kêu gọi cover phát là bắn liên tục vào cửa. Và thanh niên ship đã chạy được vào vòng rồi. Teamwork rất tốt. Không cần thiết phải bắn knockout nhưng mà bắn gây áp lực để đồng đội mình không bị bắn. Đó đã là một thành công của Vita khi họ ở ngoài vòng rồi. Nết được trả ra. Moody có bị... quả nết không thành công. Một tình huống 4v3. Trong khi đó Chaos Latin Gamer lại là một thành viên Chaos Latin Gamer bò được đến vòng cuối cùng. Thấy vị trí của Moody, Moody lập tức bị headshot bởi Eldorso. Tình huống là 4v2. Có quyết định công nhà hay không? Vita Cloud này bắn quá bị động ở tình huống này. Cloud này đã bị bao vây bởi Vita rồi. Vita đã có cho mình cái mỏm đồi rất đẹp và họ thoải mái di chuyển. Solid FPS chắc chắn sẽ phải nằm xuống trong tình huống này. Chỉ còn Solid FPS thôi. Khả năng cao Vita sẽ có top 1 ở trận đấu này rồi. Team Cloud này tôi không hiểu sao họ quá bị động trong những tình huống này. Mỗi người một nhà, không có một sự cover back up nhau. Trong khi đó Vita di chuyển đội hình cover, bắn đẩy nhà, đẩy điểm, chiếm vòng rất tốt. Họ giữ được người. Toàn 3 bắn 1 và 2 bắn 1 thì không có cơ hội nào cho Moody hay là một thành viên khác của team C9 đã nằm xuống fresh cả. Chỉ còn Solid FPS thôi. Bây giờ có là tình huống 1v1v4. Rất khó. Đấy. Đấy đấy, tôi không hiểu tiếng Pháp. À như vậy Papaya vừa hạ gục được Viz. Và như vậy là Papaya đã bị Monkey hạ gục rồi. Bây giờ tình huống 4v1. Phát hiện ra vị trí của Solid FPS. Solid FPS sẽ xử lý như nào đây? Trả bom ra, còn bom không? Và như vậy là không còn bom. Check rất kỹ. Bây giờ còn hai nhà chưa trách được thôi. Không sao cả, cứ bình tĩnh. 4v1, tình huống là rất dễ rồi. Hãy trách đi. Nghe thấy tiếng của Solid FPS. Và như vậy Shadow 1K kết thúc được Solid FPS. Vita có Vitality giành được top 1 trong trận đấu thứ 3 giải EM Katowice 2018. Có thể thấy là trong các trận đấu giành được top 1 của các team thì không một team nào mất người. Họ bắn cover đầy điểm hay là bắn đè hỏa lực rất hay. Trong khi đó thì những team bắn bị động hơn như là team Method ở trận đấu thứ hai, khi thủ cố thủ ở dưới cái hầm, không bao giờ có cơ hội để top 1. Và Cloud9 ở trận đấu này mỗi người một nhà có vẻ đẹp đấy, nhưng mà đến khi bị đẩy thì một không thể bắn 4 được. Và từng người đơn lẻ bị nằm xuống khi không được đồng đội cover. Rất xứng đáng dành cho Vitality. Lút xong khu vực Minta, đi qua cầu chiếm được ngã tư với nhà ba tầng và các nhà xung quanh.